Alo các bạn nha, nhà Duy Kiều thì bán dây cao su tròn này, là Duy Kiều bán ở đây là có 9 loại dây từ 8.000 tới 21.000, báo giá nhanh cho các bạn mua. 8.000 ở trên cái bảng này nè là 5 loại dây có gắn viên bi ở bên dưới dành cho bắn bi, còn đây là cái loại dây dành cho bắn cá, mình để riêng nha. Bây giờ báo giá 8.000 một bộ trước nè, 8.000 một bộ, đó là dây tròn 2 nha, không gắn bi, các bạn nhớ dùm nha, dây tròn 2 không gắn bi. Nếu các bạn mua thì các bạn nói cho nó chính xác để khỏi bị gỡ nhầm, dây tròn 2 không gắn bi. Đây, gắn bi là như thế này nè, là có gắn cái viên bi chỗ này nè, thấy chưa? Rồi, dây tròn 2 không gắn bi ha, dây này là dây bắn bi nè, còn dây này là dây bắn mũi tên nè. Đó, một loại là bắn bi, một loại là bắn mũi tên, là 8.000 đồng một bộ nha. Một bộ là như thế này, gọi là một bộ, được chưa? À, như thế này gọi là một bộ, một bộ làm sẵn. Rồi, dây bắn cá, bây giờ tới dây gắn bi nha, dây có gắn viên bi ở dưới nè. Thì dây bắn cá hiện tại là mình đang bán một loại duy nhất với giá là 14.000 đồng một bộ. 14.000 đồng một bộ. Dây này là được trồng vào hai lớp. Đó, đây là loại dây xịn nha. 14.000 đồng một bộ. Rồi, bây giờ là tới là dây bắn bi và có gắn bi nha. À, dây gắn bắn bi và có gắn bi nè. Nè. Sẽ có là một dây tròn một nè. Dây tròn gắn bi mỗi bên một cộng đó, dây tròn gắn bi mỗi bên hai cộng nè. Và dây tròn gắn bi mỗi bên 3 cộng. Mình sẽ bán đồng giá. Đồng giá tức là 10.000 đồng một bộ. Buộc 10.000 đồng một bộ làm sẵn như thế này. Đây, ví dụ như cộng dây 3 này. Dây tròn 3 có gắn bi 10.000 đồng. Dây tròn 2 có gắn bi cũng 10.000 đồng. Dây tròn 1 có gắn bi cũng 10.000 đồng. Đó, cho nó dễ tính tiền. Rồi, tiếp theo là dây tròn 4. Dây tròn 4 là loại dây mắc nhất. Đó, bởi vì sao? Bởi vì nó được trồng vào hai lớp đây nè. Nó được trồng vào hai lớp. Ok chưa? Nó là 21.000 đồng một bộ. 21.000 đồng một bộ. Nếu như các bạn nào muốn mua hàng trên TikTok Shop hay là trên Shopee thì các bạn bấm xuống phần mô tả. Ở dưới phần mô tả mình sẽ để cái đường link Shopee của mình ở dưới đó nha. Còn bạn nào mua điện thoại trực tiếp thì gọi điện tới cho mình. Dây tròn 5, dây này là 17.000 đồng. 17.000 đồng một bộ nha. Một bộ như thế này là 17.000 đồng. Ok chưa? Xong chưa? Tức là bán cái này thì các bạn cũng biết rồi, mình bán cò kẹp, cánh phượng, chế tạo súng ná cao su đầy đủ hết nha. Rồi, bạn nào mua cái gì thì liên hệ mình. Chào tạm biệt các bạn nha.